bị kính rơi vào người khi đi cà phê, cô gái hấp hối nhưng quán làm thinh khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Mới đây, một câu chuyện đau buồn lan truyền rộng rãi về vị bác sĩ trẻ đi uống nước với bạn thì tấm kính cường lực quán cà phê bất ngờ vỡ, đè lên người dẫn đến thương nặng, gây xôn xao khắp cõi mạng. Nữ bác sĩ vỡ nhiều thần đốt sống, tổn thương tủy sống gây liệt hoàn toàn hai chân, gãy nhiều xương sườn, chấn thương một số bộ phận mềm. Trong lúc chuẩn bị hôn mê sâu, cô gái dồn hết sự tỉnh táo nhờ người gọi về quê báo tin cho bố mẹ biết mình đang bị thương nặng. Nữ bác sĩ thậm chí còn cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của bố và mẹ trong suốt 29 năm qua. Cảm giác như cô đang lo sợ sau này bản thân sẽ không còn cơ hội nói ra những câu từ đó nữa. Sau khi khách hàng gặp phải chuyện tai bay vạ gió kinh hoàng như vậy, thái độ của quán cà phê ngay lập tức khiến cộng đồng mạng tức đỏ hết cả mắt. Họ bật chế độ im lặng, không hề có một lời xin lỗi hay bồi thường thiệt hại, hỗ trợ cô gái tiền chữa trị. Vụ này rất thương tâm, đang là một thanh niên khỏe mạnh, có tương lai, triển vọng tươi sáng thì bị tai nạn. Gia đình lại hoàn cảnh, đề nghị công an và các nhà chức trách vào cuộc giúp đỡ bác sĩ. Cộng đồng mạng tích cực share gây áp lực dư luận để quán cà phê chịu trách nhiệm chi phí điều trị, hỗ trợ cho em. Cái cách mà quán đó xử lý sau tai nạn mới là điều đáng nói nhé bạn. Ai cũng kinh doanh buôn bán, tai nạn là điều không muốn, nhưng thà đứng lên nhận lỗi và có trách nhiệm với khách, không xóa bài trên mọi mặt trận thì nó lại khác. May mắn chỗ nào khi bạn đó là nạn nhân? Chuyện không ai muốn, nhưng quán cà phê cũng phải có trách nhiệm chứ. Bên cạnh đó, tất cả đều xót xa cho số phận của nữ bác sĩ. Hy vọng cô nàng sớm vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhanh chóng bình phục. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào sau khi nghe xong câu chuyện của bác sĩ trẻ? Hãy comment phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.